Bạn không có nhiều thời gian đi xem văn phòng thực tế. Đừng lo, Office Sài Gòn mang cả không gian đến ngay tại nhà bạn với công nghệ thực tế ảo Office VR 360 độ. Office Sài Gòn là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào lĩnh vực cho thuê văn phòng, mang đến 4 lợi ích nổi bật sau đây. Thứ nhất, tiết kiệm thời gian, không cần phải đi lại nhiều, chỉ cần ngồi tại chỗ. Thứ hai, chi tiết đến từng góc nhìn, từ sảnh lễ tân, sàn văn phòng đến thang máy, nhà vệ sinh và các tiện ích. Thứ ba, chủ động lựa chọn, xem nhiều văn phòng cùng lúc, so sánh nhanh chóng, lựa chọn chính xác. Và cuối cùng, trải nghiệm thực tế, hình ảnh sắc nét chân thực như bước chân vào văn phòng. Với thao tác rất đơn giản, khi bạn đang truy cập website officesaigon.vn sẽ có 3 chế độ xem như sau. 1. Xem tất cả danh sách tòa nhà có VR 360 độ. Trên thanh menu, nhấn vào nút VR 360 ở góc trên bên phải màn hình. 2. Xem VR 360 độ của một tòa nhà ở một quận bất kỳ. Khi xem danh sách tòa nhà của một quận, nhấn vào nút View 360 ở góc dưới bên phải mỗi tòa nhà. 3. Xem chi tiết ở một tòa nhà. Khi xem thông tin chi tiết của một tòa nhà, kéo xuống một chút và bạn sẽ thấy View 360 ở vị trí này. Ngay tại nhà, bạn có thể trải nghiệm toàn cảnh tòa nhà như khi đi xem thực tế. Dễ dàng phóng to, thu nhỏ, xoay trái, phải hoặc lên xuống để khám phá xung quanh. Sau đó, chỉ cần nhấn vào dấu mũi tên để di chuyển đến khu vực tiếp theo. Tại tầng văn phòng thường có hai dấu mũi tên dẫn bạn đến nhà vệ sinh và khu vực sàn văn phòng. Lưu ý, luôn có dấu mũi tên đi vào và đi ra để bạn di chuyển đến khu vực khác một cách thuận tiện. Office Sài Gòn tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ 360 độ tiên tiến này, điều mà chưa có website cho thuê văn phòng nào triển khai trên thị trường, để giúp quý khách hàng có trải nghiệm xem văn phòng thực tế mà không phải di chuyển tốn quá nhiều thời gian. Cùng Office Sài Gòn trải nghiệm công nghệ 360 độ, tìm kiếm không gian làm việc hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay nhé. Office Sài Gòn cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987 110011.